Tin hoạt động hội người mù thành phố. Trong dịp Xuân Giáp Thìn năm nay, Thành hội Hà Nội đã nhận được rất nhiều những tấm lòng sẻ chia từ các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm cùng chung tay với hội để mang Tết đến người khiếm thị thủ đô. Cụ thể năm nay, với sự hỗ trợ của các tổ chức như Công đoàn Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Nội, Liên hiệp Hội Phụ nữ Hà Nội, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hà Nội BBK, Tổ hưu trí Cục Liên Ngân hàng Nhà nuôi ốc Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV, báo SOHA News, Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long, Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Và còn rất nhiều những nhà hảo tâm khác đã cùng giang tay sưởi ấm trái tim người khiếm thị Hà Nội trong những ngày cận Tết giá rét. Tổng giá trị của đợt quyên góp Tết của toàn thể Hội Người Mù Hà Nội năm 2024 là 4.841.725.000 đồng với 8.891 xuất quà. Xuất quà cao nhất lên đến 5 triệu đồng bao gồm hiện vật và tiền mặt. Hội Người Mù Hà Nội với không khí ấm áp trong buổi gặp mặt tri ân cuối năm. Cứ vào mỗi cuối năm, việc gặp mặt tri ân các cô, các bác là nguyên chủ tịch, phó chủ tịch, nguyên ủy viên thường vụ và các cán bộ văn phòng đã trở thành sự kiện không thể thiếu vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Và năm nay cũng vậy, buổi tri ân lại được diễn ra trong không khí thân tình và ấm áp tại Hội trường Hội Người Mù thành phố vào sáng ngày 18 tháng 01 năm 2024. Tham dự buổi tri ân có ông Hoàng Mạnh Cường, phó chủ tịch phụ trách hội, ông Nguyễn Huy Việt, phó chủ tịch hội cùng các ông, bà, cô, bác là những cán bộ của Hội Người Mù Hà Nội đã nghỉ hưu, các cán bộ văn phòng đang làm việc tại hội. Mở đầu chương trình, các thành viên trong đội văn nghệ mang đến hội trường một không khí sôi động, rộn ràng sắc xuân bằng những tiết mục văn nghệ vui tươi, mang đầy xúc cảm. Trong buổi gặp mặt, mọi người đã cùng nhau quây quần trò chuyện, ôn lại mọi điều của năm cũ, hướng tới một năm mới tốt đẹp với sự phát triển rực rỡ của tổ chức hội. Ông Hoàng Mạnh Cường, phó chủ tịch phụ trách hội chia sẻ, tôi rất xúc động khi ngày hôm nay được gặp các cô bác, các anh chị tại đây. Các cô, các bác là những người vô cùng quan trọng đối với tổ chức của chúng ta, là những người đi cùng hội từ những bước đi đầu tiên cùng biết bao gian nan, vất vả. Để giờ đây chúng ta có thể ngồi bên nhau, ôn lại những kỷ niệm vui buồn, những thăng trầm của quá khứ để giờ đây thêm biết ơn những thành công, sự phát triển hiện tại của tổ chức hội. Không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong ngôi nhà hội người mù của chúng ta. Cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của những thế hệ đi trước với biết bao cống hiến to lớn trong hành trình xây dựng và phát triển tổ chức hội. Để giờ đây, những thế hệ lãnh đạo kế cận như chúng tôi có thể nối tiếp hành trình đó và đưa tổ chức của chúng ta ngày một vươn xa với sự phát triển đầy rực rỡ trong những thời gian sắp tới. Là một trong những nguyên lãnh đạo xuất sắc có nhiều cống hiến cho tổ chức hội, bác Nguyễn Xuân Hưởng, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố gửi những lời dặn dò từ tận đáy lòng đến toàn thể thế hệ lãnh đạo trẻ hiện nay. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn không ngừng dõi theo những hoạt động của tổ chức hội. Tôi nhận thấy rằng, những thế hệ lãnh đạo sau này là những lãnh đạo vô cùng xuất sắc trong công tác tổ chức hội và điều này đã được chứng minh qua nhiều thành tích nổi bật của những năm vừa qua. Cuối tháng 12 vừa rồi, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Người Mù thành phố khóa 11 và đã bầu ra được đội ngũ lãnh đạo trẻ vô cùng xuất sắc, có trình độ cao. Tôi tin tưởng rằng với đội ngũ lãnh đạo trẻ chung với nhiều tài năng như hiện nay, tổ chức hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, ngày một lớn mạnh hơn nữa và sẽ luôn là mái nhà chung của toàn thể người khiếm thị thủ đô. Cũng trong chương trình, những phần quà Tết thay cho lời cảm ơn của lãnh đạo hội gửi đến tất cả các cô các bác. Chúc cho các cô, các bác luôn có thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng hội trong nhiều năm tới. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp nâng cao tay nghề cho 30 kỹ thuật viên tẩm quất. Sáng ngày 09 tháng 1, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người Mù thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo nâng cao tay nghề tẩm quất cho 30 học viên đến từ các quận, huyện, thị hội trên địa bàn thủ đô. Tham dự có thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm, thầy Nguyễn Danh Hà, giảng viên chính, cán bộ, giáo viên và các học viên. Mục tiêu của khóa học là nâng cao trình độ chuyên môn cho các kỹ thuật viên đang làm nghề tẩm quất bằng phương pháp trị liệu giãn cơ kháng lực trong điều trị một số bệnh thông thường. Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh, đây là khóa khởi đầu cho năm 2024 và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của thầy Nguyễn Danh Hà. Hy vọng anh chị em học viên sẽ có một khóa học thật bổ ích, tiếp thu hiệu quả phương pháp giãn cơ kháng lực trong điều trị bệnh để nâng cao tay nghề và có thu nhập tốt hơn. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục mở thêm các khóa đào tạo như này để đáp ứng nhu cầu của học viên.